Mùa hè năm nay ở San Diego có gì lạ? Thân mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc thính phòng Hạ Yêu Thương do Học viện Công dân tổ chức vào ngày Chủ nhật 24 tháng 7 năm 2022 từ 2 giờ đến 5 giờ chiều tại Astiva Activity Center. Đến với Hạ Yêu Thương để thưởng thức tài nghệ tuyệt vời của nhạc sĩ khiếm thị tài danh Nguyễn Đức Đạt cùng giọng ca của ca sĩ Yên Bình và nhạc sĩ Quốc Phong từ thành phố San Diego. Đến với Hạ Yêu Thương để có dịp thưởng lãm hai dịch phẩm mới của Học viện Công dân, hai khúc tuyệt vời dịch từ Divine Comedy của Dante do giáo sư Đỗ Khánh Hoan chuyển ngữ và luận thuyết về sự bất bình đẳng của con người của Jean-Jacques Rousseau do giáo sư Dương Văn Hóa chuyển ngữ. Đến với Hạ Yêu Thương để gặp gỡ tiến sĩ Nông Duy Trường, người sáng lập và chủ tịch của Học viện Công dân, để tìm hiểu thêm về chương trình của Học viện, và tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan, tác giả cuốn sách bestseller Living in Grace, sẽ phụ trách vai trò điều khiển chương trình. Vào cửa tự do và sẽ có phần ẩm thực nhẹ miễn phí, một chương trình mà quý đồng hương yêu chuộng âm nhạc, nghệ thuật và sách vở, cũng như các hoạt động về giáo dục thì không thể bỏ qua. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Dương Thanh Phong qua số điện thoại 858-229-6197, 858-229-6197. Xin trân trọng kính mời.